Ngày 23 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành làm rõ việc nhiều bảng điện tử LED ở các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku bị thay đổi nội dung tục tiểu phản cảm. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các bảng điện tử LED ở một số trường như trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, đường Lê Duẩn, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, đường Đặng Thái Mai cùng phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku bị thay đổi thành nội dung phản cảm tục tiểu. Ngay sau đó, các trường đã trình báo cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định việc thay đổi nội dung tại bảng LED các trường đã xảy ra khoảng 10 ngày nay. Ban đầu xác định có một học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng là người tham gia vào vụ việc. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng cho biết qua làm việc, học sinh này trình bày rằng đã cài đặt phần mềm trên điện thoại, lấy được mật khẩu rồi thay đổi nội dung trên bảng điện tử các trường. Học sinh này cũng khai thêm còn một học sinh lớp 8 của trường khác tham gia vào vụ việc. Về nguyên nhân hành động của học sinh trên thì cơ quan công an đang làm rõ. Theo tìm hiểu của phóng viên, một số loại bảng LED chỉ cần điện thoại kết nối chung Wi-Fi với bảng LED thì người dùng có thể thay đổi thông tin bằng cách sử dụng một số ứng dụng để thay đổi trên điện thoại. Ông Nguyễn Đình Thức, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị chưa nhận được báo cáo nội dung cụ thể về vụ việc. Bước đầu xác định có 2 trường bị thay đổi nội dung tại các bảng LED. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Cụ thể, ngày 22 tháng 11, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bảng điện tử trên cổng chào xã Nông Thôn Mới, An Sơn, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có dòng chữ lạ thay thế cho nội dung tuyên truyền từ trước đến nay. Cụ thể, dòng chữ "Nhà cái đến từ châu Phi" chạy nhiều lần bằng đèn LED màu đỏ. Cổng không gian mạng quốc gia tối 22 tháng 11 thông tin, trong quá trình giám sát trên không gian mạng, Cục An toàn Thông tin phát hiện tình trạng các bảng điện tử quảng cáo chạy LED của một số cá nhân tổ chức trên một số địa bàn thuộc các địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị. Theo đó, các bảng điện tử LED bị thay đổi nội dung thường là các bảng LED cũ, không rõ nguồn gốc, thường cho phép quản lý thông qua Wi-Fi hoặc sử dụng mật khẩu bảo mật Wi-Fi mặc định dễ đoán. Hiện nay, các ứng dụng trên điện thoại cho phép chỉnh sửa nội dung bảng điện tử LED ngay trên thiết bị di động, chỉ cần kết nối Wi-Fi của bảng LED, phổ biến nhất là LED Art. Đặc biệt có tình trạng chia sẻ rộng rãi cách thức thực hiện hành vi tràn lan trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận các bạn trẻ về hành vi sai trái này. Cục An toàn Thông tin hướng dẫn biện pháp xử lý tình huống trên gồm kiểm tra, ra soát lại mật khẩu Wi-Fi của bảng điện tử đang sử dụng, thay đổi thành mật khẩu khác có tính phức tạp và khó đoán hơn, đồng thời thực hiện tắt Wi-Fi trên thiết bị nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ nhiều clip, các bức ảnh chụp hình các màn hình LED có nội dung bị thay đổi so với ban đầu. Nhiều màn hình LED được đặt tại nơi công cộng, trường học nhưng lại có nội dung tục tiểu, phản cảm, khiến dư luận bức xúc.